Đấy, chụp cái chân đẹp này. Hả? Dốc quá này này. Dốc quá mọi người xuống còn không không dám xuống cả. Vừa lên rồi đấy chị. Đấy, cứ bám vào đấy đi, cứ đi từng bậc một thôi, cứ đi từng bậc một thôi. Đấy. Đấy. Đẹp. Đi từ từ, đi chậm rãi. Tự nhiên đi chậm thì lại được 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 đỏ. Được lên mạng tứ tung, còn đi nhanh rồi đấy. Chị Mai là bà già nhất của coi như là đất Đồng Nai. Không đi này về là khỏi chân luôn đấy chị. Không, về là đầu tiên sẽ đau, nó nở cơ là đau. Đau cái đầu gối lắm. Vâng. Đau cái đầu chân nhưng mà xong là nằm một đêm sáng dậy lại như không. Vâng, đúng rồi. Tối dậy, tối về chỉ có phải xoa. Vâng. Xoa bóp, sáng dậy sớm xoa bóp, ta đâu có nằm lâu đâu. Vâng, nhưng mà bây giờ chị mà về là cơ sẽ lở ra, chị hiểu không? Cơ lở ra là nó sẽ hơi đau nhưng mà thôi. Đau gì nữa? Đâu, mà chả chụp mình. Đấy. Đấy. 30 tháng 12, coi như là 30 Tết năm 2019. Hôm nay là 30 Tết năm 2019. 30 Tết của 2020. 59 đón 2020. Vẫn là đi nối lên đi chứ. Không, nối này xuống. Nối lên lúc nãy bên kia. Chứ ai ai người ta cho cả lên cả xuống mới chết rồi. Kìa, nó xuống đến kia rồi. Nó ngồi bên dưới rồi cơ cơ. Đấy. Mỗi một lối xuống này, một lối lên rồi, để đi đâu mình làm. Không, chú Hương có một lối lên thì mà rộng mà. Lối xuống thì gần hơn lối lên. Cái chị Mai cũng phải em ở nhiều hôm phải đâu mình lên, mình mệt. Bởi vì là các bà lên là các bà chúi đầu về đằng trước, nó dài. Còn đây là các bà ưỡn đầu về đằng sau thì nó ngắn. Quá, có cái gì đâu.